Chào bạn, mình là Hoàng Anh và đây là kênh chia sẻ về CG và Motion Design của mình. Tiếp tục với cả cái setup là 3D Projection Mapping ấy, thì ở trong bài này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một chút về cái vấn đề là mình setup cái vật liệu của thằng Redshift, cũng như là chúng ta cũng sẽ load lại cái phần ảnh mà chúng ta render từ Redshift ra. Sau đấy thì chúng ta sẽ có hai camera ở bên trái bên phải, hai miếng màn hình ấy. Chúng ta sẽ ghép lại vào với nhau thì như thế nào. Và đối với cả cái phần tutorial của cái bài trước ấy, thì mình cũng đã giới thiệu với các bạn là setup về cái vấn đề dynamic rồi. Ở trong bài này ấy, thì các bạn sẽ thấy luôn là mình sẽ đặt thêm một cái vật thể là vật thể tracer, và mình trace cái beta join ở trong cái phần animation mình đã load vào đây. Thế thì cái phần beta join thì nó ở đây. Thế thì đối với phần animation này, khi mình load vào thì mình chọn nó là connect on object. Thì như các bạn đã thấy, mình có thể tắt cái anh bạn này đi này, và nó sẽ trở lại cái phần đây. Mình sẽ tắt anh bạn clone này đi, và cái phần base boot này đi. Thì bạn sẽ thấy luôn là sẽ có mấy cái đường line này. Đó. Và mấy cái đường line này thì mình sẽ cho cái tag Redshift vào. Và ở cái phần curve ấy, thì mình để nó là cylinder. Mình có chỉnh cái scale của nó lên xuống một xíu để cho cái hình nó sẽ không bị quá là đồng đều ấy. Nhìn trông nó sẽ thú vị hơn. Đó. Bật trả lại clone, cũng như là bật trả lại cái boot. Thế thì đối với cả cái phần render này á, thì mình sẽ tắt cái phần màn hình đằng trước đi này, chỉ giữ cái phần box bên trong này, cũng như là có cái phần animation đã được di chuyển phía bên trong của cái hình ảnh như thế này rồi. Ở đây thì mình đã có một cái thằng collider. Collider này thực ra nó chỉ là phiên bản duplicate của chính cái phần box này thôi. Mình bỏ cái phần capsule delete này đi, tức là nó sẽ không delete bất kỳ một cái gì cả, mà nó sẽ là cái vật thể mà giữ toàn bộ cái dynamic ấy, nó ở phía bên trong của cái box thôi. Kiểu là các bạn nhìn là một cái hộp kính ấy, thì khi nó va vào cái mặt kính thì nó vẫn sẽ bị dừng lại, chứ không phải là văng ra bên phía bên ngoài. Thì ngoài ra thì mình có animate cái phần fox của mỗi anh bạn này khác nhau. Thì như bài trước mình cũng đã nói, tức là mình đã có một cái mức độ offset. Thì khi mình offset như này á, thì mình sẽ tạo ra được một cái hình ảnh mà nó sẽ có cái sự thú vị nhất định khi mà chúng ta chạy lên, chạy xuống, cũng như là load được cái object nó theo cái từng quãng thời gian khác nhau, chứ nó không phải là bị tất cả cùng rơi hay tất cả cùng đi lên. Thì tổng thể cái animation thì nó sẽ như vậy. Đây thì dynamic mình đã được cách ra hết rồi, cho nên là nó cũng hoạt động khá là ổn định. Thế nhưng các bạn thấy rằng là nó sẽ rơi này, sau đó nó sẽ thu về. Đó. Thì nó sẽ hết cái phần animation. Ok, thì chúng ta sẽ tập trung vào phần render nhé. Mình sẽ chọn một cái frame, chắc là một cái frame khoảng tầm 180, frame tầm này đi. Thì frame tầm này là cái frame mà nó khá là tung tóe, nhìn được những cái object ở các vị trí khác nhau, cũng như là có hiệu ứng về mặt 3D. Đối với cái vật thể là cloner này, thì mình cho nó cái phần phần material ở trong đây ấy, các bạn sẽ thấy luôn là cái vật thể bone này. Thì đối với vật thể bone này, các bạn mở node editor. Đây là bảng node editor mới đến từ cái phiên bản Redshift 3.5 cũng như là CVD S26 ấy. Thì mình sẽ chạy qua thằng color user data ở trong bảng này ấy, thì mình sẽ lấy phần là color của nó là MoGraph color. MoGraph color nó được quyết định bởi chính cái anh bạn là random này đây. Thì phần random, phần parameter, các bạn sẽ thấy luôn là mình sẽ để color mode là effector color, tức là cái anh bạn random này nó không chỉ random về position hay là scale, mà nó sẽ có tác động lên cái phần color của cái object nữa, và mình sẽ đưa cái thông tin color đấy vào phía trong của cái bảng là node editor của Redshift ấy, thì giúp cho nó Redshift nó có thể đọc được rằng là ok, đây là cái phần color random rồi. Sau đó thì mình cắm qua anh bạn là RAM này, và mình sẽ cắm trực tiếp vào cái phần color của cái standard material ở đây. Thì thực ra thì standard material cũng không có gì đặc biệt cả, nó chỉ là weight của reflection là 1, roughness là 0.15. Ngoài ra thì mình sử dụng thêm một cái phần
mình duplicate chính cái vật liệu đấy lên và mình đổi cái phần RAM, màu của phần RAM này đi một xíu để tạo ra hai cái version vật liệu khác nhau. Đấy, một cái vật liệu mà nó ở cái trạng thái là xanh xanh và một vật liệu trạng thái vàng, và nó tạo ra một cái chút gọi là tương phản giữa hai cái màu nóng lạnh á, thì nhìn hình nó sẽ thú vị hơn. Ok, thì ngoài ra là mình có được cái ceramic title của cái phòng như thế này. Thì ra thì ceramic title này các bạn có thể lấy ở trên bộ Quixel hay là bộ của Grayscale Rilla, hoặc là các bạn có thể lên texture Haven, nó cũng sẽ có rất là nhiều những cái texture dạng PBR. Các bạn chỉ cần là đưa về ảnh về các bạn load thôi. Thì đây là cái ceramic title ở cái, không phải title mà title. Cái ceramic này á, thì nó ở cái dạng là version cũ của Redshift đây, thì nó vẫn chạy ở cái bảng node mà giống cái anh bạn Espresso đây. Cái bảng mới thì nó sẽ chạy ra cái bảng nốt material nó khá là đẹp như vậy rồi. Ok, ngoài ra thì còn gì nữa nhỉ? Ngoài ra thì mình sẽ có cái vật liệu là một cái dạng metal ở đây. Và mình đưa cho anh bạn là tracer này. Đó. Và khi mình nhìn thì mình nhìn qua camera eyes này đây. Và khi mà mình setting ấy, vẫn cứ giữ phần setting hôm trước, đấy là ở 1500 nhân với cả 1500, tức là mình sẽ render ra một cái khung vuông. Còn nếu bạn có thể render ra cái khung mà 43 cũng được, và 43 này có thể là đây là 1200 này, còn đây là 1600 đó. Nhưng mà mình thấy rằng là nó bị thừa bên trên dưới quá là nhiều ấy, thì mình sẽ nghĩ rằng là tầm 1500 nó sẽ phù hợp, hoặc là mình có thể crop thêm phần bên trên dưới nữa thì tỷ lệ ở đây là 1:1. Thì là đối với cả anh bạn screen nữa, hôm trước thì mình đã đặt tên của anh bạn là ao này, hướng dẫn các bạn cho cái vấn đề rằng là mình delete hai phần rồi, một phần là mình delete hai cái mặt vuông góc ở đây, một phần là mình delete toàn bộ cái phần xung quanh nó. Thì đây là cái phần ao của mình này, đó, phần ao nó che hết toàn bộ như này rồi, thì mình sẽ đổi nó sang dạng là square 1:1 và lấy cái camera là eyes này. Thì tạm thời là mình sẽ tắt đi trước, mình cần render một cái frame của anh bạn này đã. Một frame anh bạn này thì để cho demo thì mình sẽ render qua khung Redshift Render View. Và mình sẽ render nó ở dạng Original Size Play. Và mình sẽ render ở dạng Bucket. Lighting trong scene này thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Mình sử dụng một cái ảnh HDR. Đây, HDRI. Có hai HDRI trong cái scene này ấy, thì một HDRI thì mình sử dụng lúc mà mình render test cho các bạn ấy, là nó đánh vào cái thằng studio. Còn cái HDRI còn lại ấy, thì nó chỉ đánh ở trong cái khu vực bên trong này thôi. Ở trong phần project này thì các bạn có sẽ thấy luôn đây. Đây, include được dancing dynamic object với cả cái phần in này, tức là toàn bộ phần phía bên trong này. Đúng. Anh bạn out này cũng tương tự như vậy. Anh bạn out này nó là cái đèn Arline. Light thì mình đặt ở ngay phía bên phải này, rất là to, và đánh cái đèn gobo vào. Thì đây mình sẽ có texture. Gobo là một trong những hiệu ứng mà các bạn là chiếu cái đèn xuyên qua những cái tán cây hay là khung cửa sổ ấy, nó sẽ tạo ra những cái pattern. Thì cái gobo sử dụng rất là nhiều bên trong những cái nhà hát từ ngày xưa đến tới nay rồi ấy, thì nó sẽ tạo ra hiệu ứng về mặt không gian môi trường rất là đẹp. Thì khi các bạn áp dụng nó đối với cả cái render 3D ấy, thì cái cảm giác mà nhìn với cái ánh sáng ở trong nó sẽ tự nhiên hơn. Ở đây thì mình có thể là mình tắt luôn cái phần background đi. Tắt cái phần background đi. Ok, đấy, thì mình sẽ có được một cái khung đen xì như vậy. Mình sẽ chạy nó qua bucket. Ok, sau khi render một cái hình ảnh thì mình đang để original size này, đúng không? Và để bucket size này, mình sẽ được một cái khung ảnh gần như là final như thế này. Mình sẽ lưu nó ở dạng snapshot. Sau mình pause tạo anh bạn này đi. Sau đó thì mình sẽ xây cái image này ra. Và mình sẽ xây nó ra desktop. Và mình sẽ đặt tên nó là demo for mapping. Mình sẽ xây nó dưới dạng là JPEG thôi. Ok. Rồi, bây giờ sẽ đến giai đoạn là chúng ta setup ngược lại, đúng không ạ? Thì quay lại cái lý thuyết rất là nguyên thủy của cái vấn đề về mặt mapping thôi.
Đầu tiên chắc chắn 100% là mình sẽ phải tắt toàn bộ cái hệ thống ID bằng cách là deactivate tất cả những cái phần dynamic này của nó, cũng như là tắt toàn bộ cái hệ thống này này. Đây thì đang có mấy cái hình này rồi. Tắt nó đi này. Tiếp đến thì mình sẽ bật cái anh bạn là out này lên, tắt anh bạn in này đi. Và chúng ta sẽ được thừa hưởng lại một cái phần không gian như vậy. Rồi, đèn đóm thì mình cũng sẽ deactivate hết, bởi vì thực tế ra mình đã lốt vào cái kênh Luminance rồi, mình cũng không cần đèn gì ở đây cả. Thì trước hết là chúng ta sẽ lốt lại đã, chúng ta sẽ phải lốt lại. Chúng ta sẽ chuyển sang là anh bạn Projector 1 sau khi mà chúng ta lốt được cái ảnh texture vào đây. Thì ảnh đầu tiên nó sẽ là cho cái phần mắt nhìn của người, bởi vì cái camera đầu tiên là cái vị trí mà chúng ta render cái mắt nhìn của người mà. Ở đây thì mình sẽ đặt cái cam là cam 50, tức là nó sẽ hơi hơi cận vào một xíu một cái cam ở mức độ trung dung ấy. Tiếp theo đấy thì mình đang cách cái màn hình này của mình ấy là 3,8 m và 3,7 m theo hai chiều x và z. Đấy, đường chéo nó sẽ đâu đấy khoảng tầm là hơn 4 m ấy. Và ở cái ngưỡng cao là khoảng tầm là 150. Vì cái bút này nó cũng khá là cao, cho nên là khi một cái bạn 150 thì bạn sẽ phải hơi xu hướng là hơi ngửa lên một xíu để bạn có thể nhìn được cái hình. Vậy thì nên mình cũng ngửa lên là 5 độ. Rồi, chúng ta sẽ lốt cái ảnh vào thôi. Như vừa rồi thì mình sẽ bật cái kênh Luminance rồi. Mình sẽ chọn cái ảnh đấy ở ngoài desktop của mình này. Open. No. Rồi, nó sẽ ngay lập tức nó sẽ nhảy vào như vậy. Và mình sẽ vào phần viewport và mình sẽ nâng cái độ phân giải nó lên là 2000x2000 để các bạn nhìn thấy một cái hình nó càng nét như này. Được. Thế thì là khi mà nó nhìn như này rồi thì chúng ta đã có được gọi là cái ảnh project lại phần screen của ta dựa vào cái góc nhìn. Thì chúng ta chỉ cần là gì? Đặt cái này ở đây. Nhìn qua cái camera này. Các bạn chuyển sang là projector 1. Đó, các bạn nhìn fit chính cái góc này. Và các bạn làm một thao tác rất là đơn giản thôi. Đấy là các bạn save trực tiếp cái anh bạn này ra bất kỳ một cái frame nào các bạn muốn. Đấy, nếu các bạn mà render frame 180 bạn để 180, còn nếu các bạn render cả sequence thì đương nhiên các bạn sẽ phải bật là on frame rồi. Ở phần anti-aliasing này các bạn nên để là best và để là 2x2 là đủ rồi, không cần thiết là phải để nhiều. Đó. Những cái thông số khác thì nó cũng không có bất kỳ một cái gì là mình để phải quan tâm cả. Ngoài ra thực ra thì mình cũng chưa thử bao giờ, nhưng mà chắc là một ngày nào đấy thì mình sẽ thử render chính cái khung viewport này với cả animated preview xem nó như thế nào, bởi vì cái phiên bản hardware của mấy cái version CMD mới nó cũng khá là hay. Và thôi trường hợp này mình sẽ render standard thôi, render stand một cái đến một này thì mình shift R một cái. Thế ra cái khung này nó sẽ là cái khung mà ở mức độ nhỏ nhất basic nhất là 225 nhân với cả 208. Thì như lần trước mình cũng đã nói với các bạn là liên quan đến vấn đề là mình nhân cái kích thước của thằng này lên đúng không, thì mình sẽ nhân lên 4 lần thì các bạn sẽ được cái 900 nhân với cả 832 là nó cũng khá là vừa phải so với cả cái một độ điểm ảnh trên cái màn LED rồi, tức là khoảng tầm là hơn thằng HD ngày xưa một xíu 1280 nhân 720 ấy, thì bạn sẽ được một hình như vậy. Nó render được khá nhanh, chưa đến 1 giây là các bạn đã xong rồi. Tiếp đến các bạn chuyển sang cái cam 2. Đấy, thằng 1 nhân 4 rồi, thằng 2 nó cũng phải nhân 4 để cho nó đồng đồng đều với cả kích thước. Đây, các bạn cũng sẽ phải nhân 4 lên. Đấy, 832, 1032. Đó, chúng ta sẽ shift R. Đó, bây giờ chúng ta sẽ có hai cái ảnh này rồi. Đó, chúng ta sẽ có hai cái ảnh này. Và nhiệm vụ của chúng ta đấy là xây hai cái ảnh này ra. JPEG. Ok, và các bạn đặt tên nó là 01 và 02 thôi. Vị trí từ trái sang phải. 02. Sau đấy thì các bạn sử dụng một cái phần mềm để các bạn edit ảnh lên. Đó, mình sử dụng Affinity Design. Ngày xưa thì xài Adobe nhưng mà giờ thì bỏ Adobe lâu rồi, nên dùng Affinity Design và Affinity Photo thay cho Illustrator với cả Photoshop. Đấy, và bây giờ là mình sẽ cần tạo một cái canvas là bằng kích thước của hai thằng chiều ngang này cộng lại. Một thằng sẽ là 900, một thằng sẽ là 1032 và chiều cao đều là 832 cả. Rồi mình sẽ new một thằng này, đặt nó là 900 cộng với cả 1032. Đấy, 1932 và thằng này nó sẽ là 832 sao? 832. Ok.
832. Great. Rồi, mình sẽ có một cái hình dài như vậy. Sau đấy thì mình sẽ kéo cái anh bạn kia vào đây. Mình mở desktop của mình ra này. Và mình sẽ kéo hai anh bạn này đi vào trong này. Đấy, anh bạn một này chúng ta sẽ để bên trái. Anh bạn hai chúng ta sẽ để bên phải. Đó, thì nó sẽ trở thành cái hình mà được khớp lại. Một vài trường hợp thì các bạn để ý rằng nó sẽ có cái phần này, phần kẻ trắng này khi ở xa ấy, nhưng các bạn zoom vào hầu như là nó sẽ không có đâu. Đó. Thì đây chính là cái version mà các bạn có thể ghép lại ở trong After Effects hay là Fusion hay bất kỳ một cái phần mềm mà compositing nào. Ok, vậy thì hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái series tutorial sắp tới để chúng ta có thể là cùng tìm hiểu với những kỹ thuật mà thú vị dành cho motion graphic cũng như là visual effect. Hẹn gặp lại các bạn.